Hi, chào bạn. Hôm nay mình có một cái muốn chia sẻ cho mọi người, những ai chưa biết ha. Thì đây cái chậu hoa súng của mình nè. Nó tốt quá nhìn cái hoa nó, cái lá nó mọc như là cái lá khô, lá cạn luôn vậy. Mọc ngôi mặt nước luôn, không thèm đi nước nữa. Đây. Đây là cái búp chuẩn bị nở các bạn. Hãy xem nè. Chút nữa nó sẽ nở to ra các bạn. Cái này là búp mới nở. Còn những cái búp già nè, nó bị khi nào mà nó nở qua khoảng 4-5 ngày sau nè, tự nhiên cái đầu nó cong chĩa xuống nước vậy nè. Đó. Nó sẽ rã những cái nhụy của nó xuống á. Rồi ở dưới nó sẽ có mọc lên những cái cây con. Đây, những khi mà nó rã cái nhụy nó hết nè, là cái đầu nó còn như đây nè. Đó. Mà mình để ý mỗi lần mà cái đầu này nó cắm xuống dưới nước là cá của mình chết quá trời luôn bạn. Có ai rành cái này không? Biết là nó có cái gì, có chất gì không? Nó đây là cái chậu. Còn đây là cái chậu mình mới nè. Mình mới trồng. Mới lên được xíu à. Mới lên được chục lá. Còn non hơn nữa là cái chậu bên này. Đó. Trời quá không thấy. Rồi mới lên được con mấy lá nhỏ nhỏ các bạn. Bên này cũng có một chậu. Hoa lan nước nữa bạn. Còn có tên khác là cây lưỡi mát, lá khô. Cái này mình đang ươm để mình lên giống chậu mới nữa bạn. Ok, mình chia sẻ đơn giản vậy thôi. Bye bye mọi người.